Bất chấp những công nghệ hiện đại mà con người đã có được, thì cũng mới chỉ có 5% diện tích đại dương trên trái đất được chúng ta khám phá. Thật khó để tin rằng 95% biên giới cuối cùng này vẫn còn nằm trong một tấm màn bí ẩn chờ đợi một ai đó khai mở. Chúng ta không biết điều gì đang ẩn nấp dưới bóng tối đen như mực của đại dương sâu thẳm và loài sinh vật bí ẩn của đại dương nào đang chờ được khám phá. Nhưng trong những năm gần đây, con người đã có một số khám phá đáng ngạc nhiên về những sinh vật biển có vẻ ngoài kỳ quái đến từ những vùng nước sâu vô tận ấy. Một số sinh vật trông giống như những vị khách đến từ hành tinh khác, và một số trong chúng đã có mặt từ thời đại khủng long. Video này đưa bạn lặn sâu vào các đại dương và biển trên trái đất, đồng thời khám phá những dạng sống cực kỳ quý hiếm và kỳ lạ mà có thể bạn chưa từng nhìn thấy trước đây. Hãy bắt đầu với con lươn Gulper này. Nó trông có vẻ giống như một sinh vật đến từ một hành tinh xa xôi nào đó hơn là một cư dân của trái đất. Sở hữu một cái miệng khổng lồ lớn hơn nhiều so với phần còn lại của cơ thể. Miệng của lươn Gulper có bản lề và nó có thể mở rộng một cách đáng ngạc nhiên để nuốt chửng con mồi. Nghe có vẻ thật khủng khiếp khi bị nuốt chửng bởi một sinh vật đáng sợ như vậy. Thực đơn chủ yếu của lươn Gulper là cá, động vật giáp xác và động vật chân đầu. Sở hữu chiều dài từ 60 đến 90cm, con lươn Gulper có một khả năng vô cùng độc đáo. Mỗi khi gặp phải sự đe dọa, nó có thể tự phồng lên như một quả bóng bay lớn màu đen, từ đó khiến bản thân trông có phần to lớn và đáng sợ hơn. Lươn Gulper ăn bằng cách ngoạm lấy con mồi, sau đó ép nước ra ngoài qua răng và măng. Con mồi được bao bọc bởi lớp da đàn hồi của lươn Gulper, từ đó bị ấn xuống cổ họng và đi vào dạ dày của kẻ săn mồi. Nếu bạn nghĩ lươn Gulper đã thực sự là một sinh vật quá đỗi kỳ lạ, thì hãy đến với loài vật tiếp theo. Con vật trông có phần kỳ cục và khó tưởng tượng này được gọi là quái vật gà không đầu. Headless Chicken Monster hay Anapniastes. Nó di chuyển dưới đáy biển với một chiếc vây bơi có màng kỳ lạ. Và trên cơ thể có một cái miệng giống của sinh vật Salak trong Star Wars, chắc sẽ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Mặc dù trông giống như một sinh vật đến từ hành tinh khác, nhưng thực ra nó là một loài hải sâm. Tất cả chúng đều có màu đỏ sẫm, nhưng đó hoàn toàn không phải lớp da bên ngoài của chúng. Cơ thể của Anapniastes hoàn toàn trong suốt, và những gì bạn đang thực sự nhìn thấy là cơ quan nội tạng và cấu trúc xương của nó. Anapniastes có thể được tìm thấy ở những vùng nước tăm tối với độ sâu từ 3.000 đến 4.000 mét. Tuy nhiên, để bắt gặp được sinh vật này là điều vô cùng hiếm. Anapniastes kiếm ăn bằng cách sử dụng các xúc tu của mình để thu thập và lọc các hạt hữu cơ của thực vật và động vật chết rơi xuống đáy đại dương. Mặc dù trông đáng sợ như vậy, nhưng quái vật gà không đầu cũng chưa phải là sinh vật kỳ lạ nhất được bắt gặp dưới đáy đại dương. Ở những độ sâu âm u của đại dương, một loài săn mồi cổ xưa đang ẩn nấp. Nó được biết đến với cái tên cá mập nhám màng xếp hay The Frail Shark. Những con cá mập trông đáng sợ này được phát hiện ở độ sâu 1.500 mét. Nó là một sinh vật có dòng dõi cổ xưa với niên đại 80 triệu năm. Điều này có nghĩa chúng đã bơi lội trong đại dương từ khi loài khủng long vẫn còn sinh sống trên trái đất. Cá mập nhám màng xếp có thể dài tới hơn 2 mét và cái tên của nó được đặt theo chính vẻ ngoài đặc biệt của những chiếc màng. Mặc dù được gọi là cá mập, nhưng loài động vật này bơi giống lươn hơn. Chúng chủ yếu ăn mực và thường nuốt chửng con mồi. Không giống như hầu hết các loài cá mập khác, cấu trúc hàm của cá mập nhám màng xếp khiến nó trở nên vô cùng đặc biệt. Hãy mở cái miệng đáng sợ của nó ra, bạn sẽ thấy 300 chiếc răng hình kim quay ngược xếp thành hàng. Điều này giúp tăng hiệu quả bắt và tiêu thụ con mồi của nó. Một khi nạn nhân đã chui vào trong miệng, chúng sẽ không có cách nào để thoát ra khỏi hàm răng đó. Cá mập màng xếp có thể không phải là loài động vật biển sâu hung hãn nhất, nhưng nó có thể chính là loài có bộ hàm trông ấn tượng nhất. Con vật này là tôm bọ ngựa. Chúng là loài động vật đã tồn tại rất lâu với các mẫu hóa thạch có niên đại lên tới 400 triệu năm. Loài sinh vật có màu sắc rực rỡ này chính là loài vật có thị lực ấn tượng nhất trong thế giới động vật.
Nó có thể nhận ra tới 12 bước sóng màu. Quá nhiều nếu so sánh với con người, chỉ có thể nhìn thấy 3 bước sóng cơ bản là đỏ, xanh lam và xanh lục. Tôm bọ ngựa còn sở hữu một chiếc càng ấn tượng với sức mạnh to lớn, có thể phá tan các lớp phòng thủ của con mồi. Nếu có kích thước tương đương một con người, chắc chắn vị võ sĩ quyền anh dưới đáy biển này có thể hạ gục tay đấm huyền thoại Mike Tyson chỉ trong một cú đấm duy nhất. Sở hữu chiều dài chỉ 15cm, con tôm có thể ra đòn tấn công với tốc độ tương đương với một viên đạn 22LR, đủ để làm vỡ kính bể cá hay vỏ của các loài cua. Khi ra đòn, áp suất cực lớn từ cú đấm của chúng tạo ra nhiệt độ đủ để làm sôi vùng nước xung quanh. Có rất nhiều sinh vật được gọi là hóa thạch sống, và mực macaron là một trong số đó. Các nhà khoa học đặt tên cho loài động vật này là Vampirotuthis infernalis, có nghĩa là mực macaron đến từ địa ngục. Tuy nhiên, cái tên đó đã gây hiểu lầm đối với một số người. Loài động vật này không phải là mực, và chắc chắn nó cũng không phải là macaron đến từ địa ngục. Nó được phân loài trong một lớp riêng biệt. Mực macaron có 8 xúc tu và 2 sợi dài mảnh không có ở động vật chân đầu khác. Chúng sử dụng 2 sợi đó để thu thập các hạt thức ăn. Giữa các xúc tu là lớp màng giống một chiếc ô. Ở mặt trong chiếc mạng mực là các giác hút. Mực macaron ưa môi trường nước sâu, tầm tối và lạnh giá, thường ở 600 đến hơn 900 mét dưới mặt nước, nơi mật độ oxy khá thấp. Chúng có một số đặc điểm thích nghi cực tốt với môi trường này, bao gồm lực nổi trung tính và tốc độ trao đổi chất thấp, giúp giảm nhu cầu phát triển mô cơ để chuyển động và tiết kiệm năng lượng. Bề ngoài sẫm màu giúp chúng tránh tầm mắt của động vật săn mồi và khả năng chạy trốn nhanh. Loài động vật này đã tồn tại từ rất lâu trước đây, với các hồ sơ hóa thạch cho thấy tổ tiên của chúng đã có niên đại ít nhất 300 triệu năm. Trong khi loài mực macaron sống ở độ sâu thăm thẳm, mặc một chiếc áo choàng sẫm màu và phát triển mạnh trong bóng tối, thì tại độ sâu mà nó sinh sống, ta cũng bắt gặp một loài sinh vật đáng chú ý khác. Cua nhện Nhật Bản là một phần của nhóm động vật được gọi là Brachyura, có nguồn gốc từ kỷ Jura khoảng 200 triệu năm trước, và nó đã thích nghi rất tốt với môi trường sống ở đại dương. Cua nhện Nhật Bản giữ kỷ lục về sải chân dài nhất so với bất kỳ loài động vật chân đốt nào. Khi đo từ móng này sang móng khác, những con cua khổng lồ này có thể dài tới 3,8 mét. Tuy nhiên, cơ thể của chúng chỉ rộng khoảng 40cm. Loài cua nhện sống ở các vùng nước sâu của Thái Bình Dương xung quanh Nhật Bản, và đó cũng là lý do cho tên gọi của chúng. Thường được tìm thấy ở độ sâu khoảng 600 mét dưới bề mặt biển. Cua nhện Nhật Bản là loài động vật ăn tạp và ăn xác thối. Chế độ ăn uống của chúng bao gồm thực vật, tảo, động vật thân mềm và xác chết của động vật. Mặc dù có vẻ ngoài quái dị, nhưng cua nhện được biết đến là loài động vật có tính cách hiền lành. Tuy nhiên, do kích thước và môi trường sống của chúng, bạn sẽ không thể bắt gặp được loài động vật này trong một bể cá gia đình. Cua nhện Nhật Bản cỡ lớn chắc chắn là một sinh vật rất thú vị, nhưng bây giờ đã đến lúc xem xét một loài động vật cổ xưa hơn. Cua móng ngựa, mangrove horseshoe crab, đã tồn tại được hơn 445 triệu năm, rất lâu trước khi thời đại thống trị của khủng long bắt đầu, và nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Điều đó có nghĩa là loài cua móng ngựa ấn tượng đã sống sót sau ít nhất 4 sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất trên trái đất, bao gồm cả sự kiện Trixilop tàn khốc đã gần như xóa sổ toàn bộ khủng long. Và theo những dấu vết hóa thạch được tìm thấy, cua móng ngựa đã gần như không thay đổi sau ngần ấy năm chúng tồn tại. Các nhà nghiên cứu cho biết đó là do cua móng ngựa có khả năng ăn bất cứ thứ gì chúng bắt được. Cua móng ngựa còn có máu xanh gốc đồng đặc biệt có thể đông tụ xung quanh vi khuẩn xâm nhập, từ đó bảo vệ phần còn lại của cơ thể cua móng ngựa khỏi độc tố. Bất chấp tên gọi của mình, cua móng ngựa không thực sự là một loài cua hay thậm chí là loài giáp xác. Loài động vật chân đốt nước lợ này thuộc họ Limulidae hay họ Sam. Chúng có liên quan chặt chẽ hơn với các loài động vật như nhện, bọ cạp hay ve. Mặc dù có lớp vỏ gai trông đáng sợ, nhưng chúng lại hoàn toàn vô hại với con người.
Thật khó tin rằng loài cua móng ngựa lại có khoảng thời gian tồn tại lâu đến như vậy. Nhưng có một sinh vật biển sâu khác đã đánh bại cua móng ngựa trên dòng thời gian tiền sử ấy. Đây là ốc anh vũ hay Nautilus, một sinh vật biển sâu cổ đại đã tồn tại từ 500 triệu năm trước. Có 9 loài ốc anh vũ được biết đến và có vẻ nó đã không thay đổi quá nhiều trong ngần ấy năm lịch sử. Vỏ của chúng là đặc điểm đặc biệt nhất trên cơ thể, có hình xoắn ốc và được chia thành nhiều ngăn. Do đó, nó còn được gọi là Nautilus ngăn. Khi ốc anh vũ lớn lên, nó tạo ra những ngăn mới lớn hơn và di chuyển dần ra ngoài cùng. Những sinh vật này là động vật ăn xác thối. Chúng ăn cá chết và các mảnh vụn hữu cơ khác chìm xuống đáy đại dương. Sở hữu một cái mỏ sắc nhọn như bạch tuộc và có đến 90 cái xúc tu. Chúng có thể sống tới 20 năm, một con số khá dài đối với một loài cephalopod. Rời xa những con ốc anh vũ quyến rũ, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào một thế giới dưới nước, nơi khó có thể bắt gặp các loài sinh vật sống để tìm một loài động vật ít được biết đến, nhưng không kém phần hấp dẫn. Chỉ cần nhìn vào con cua Yeti, bạn sẽ hiểu vì sao nó có tên như vậy. Cơ thể nó được bao phủ những sợi trông giống như tóc màu vàng, mượt, được gọi là setae. Những đặc điểm này gợi cho ta nhớ đến một sinh vật người tuyết bí ẩn trong truyền thuyết có tên gọi là Yeti. Điều này cũng khiến cua Yeti trở thành một trong những sinh vật biển có vẻ ngoài độc đáo nhất. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất về cua Yeti là chúng sinh sống ở một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên trái đất. Đó là những khu vực biển sâu gần các miệng phun thủy nhiệt. Những lỗ thông hơi này phun ra loại nước giàu khoáng chất và rất nóng, tạo ra một môi trường khắc nghiệt mà ít sinh vật có thể chịu đựng được. Điều đáng chú ý khác về các sinh vật khỏe mạnh này là cách chúng ăn. Những sợi lông trên móng vuốt của chúng đóng vai trò là môi trường sống cho vi khuẩn tổng hợp hóa học. Chúng chuyển đổi các hóa chất vô cơ từ miệng phun thủy nhiệt thành chất hữu cơ mà cơ thể có thể hấp thụ được thông qua một quá trình được gọi là tổng hợp hóa học. Cua Yeti nuôi những vi khuẩn này bằng cách vẫy móng vuốt của mình trong nước giàu khoáng chất. Đó là một cách tồn tại độc đáo trong một môi trường khan hiếm thức ăn như vậy. Và trong khi chúng ta đang nói về chủ đề cua, thì sinh vật tiếp theo này thực sự thú vị nếu không muốn nói là hết sức kỳ dị. Đây là cua hộp. Cũng giống như rất nhiều sinh vật khác ở biển sâu, nó là một bậc thầy cải trang. Và loài cua này có một nghi thức sinh sản kỳ quái. Cua hộp tóm lấy bạn tình của nó và mang con cua cái đi khắp nơi. Thậm chí nó sẽ chôn đối tác của mình xuống đáy biển với mục đích bảo vệ. Con cua cái nhỏ hơn nhiều và dường như nó không bận tâm đến điều gì đang xảy ra. Con cua đực sẽ bế nó đi khắp nơi cho đến khi con cua cái này lột xác. Không có nhiều thông tin về loài sinh vật khó nắm bắt này, ngoài việc chúng có họ hàng với một loài cua được biết đến là rất ngon, chính là cua hoàng đế. Ở những vùng nước sâu thẳm của đại dương, không chỉ có các loài tôm cua độc đáo mà còn có rất nhiều loài không kém phần kỳ lạ. Đây là cá mập yêu tình, và có vẻ như cái tên đã nói lên tất cả về dáng vẻ của loài cá này. Trông nó thật khác biệt và kỳ quái. Sở hữu một chiếc mõm dài và dẹt, hàm của cá mập yêu tình có thể nhô ra phía trước để bắt mồi. Đây là một khả năng thích nghi được thấy ở rất ít loài cá mập. Cá mập yêu tình cũng được coi là một hóa thạch sống, giống như các loài sinh vật đến từ thời cổ đại khác. Đây là một trong những loài cá mập xuất hiện sớm nhất trên trái đất. Người ta ước tính nó đã tồn tại được hơn 125 triệu năm. Cá mập yêu tình chủ yếu được tìm thấy ở các vùng biển sâu, với độ sâu trung bình dao động từ 300 đến 1.200 mét. Môi trường sống này khiến chúng trở nên cực kỳ khó nắm bắt và con người hiếm khi nhìn thấy được chúng. Ở sâu dưới bề mặt đại dương, nơi ánh mặt trời gần như không thể chạm tới, có nhiều loài sinh vật rất kỳ lạ và độc đáo. Chúng cũng rất bí ẩn và hiếm khi được quan sát bởi con người. Đây là loài cá mái chèo khổng lồ, loài cá có xương dài nhất thế giới, với một số loài có thể dài từ 10 đến 17 mét. Sống ở các vùng biển có độ sâu từ 200 đến 1.000 mét, nhưng đôi khi chúng cũng được nhìn thấy trên bề mặt đại dương, thường là khi chúng bị bệnh hoặc bị thương. Tuy nhiên, có một điều rất kỳ lạ về loài cá này. Theo truyền thuyết của Nhật Bản,
cá mái chèo được cho là sẽ tự mắc cạn trước khi xảy ra một sự kiện động đất hoặc sóng thần. Chúng còn được gọi với biệt danh sứ giả của cung điện thần biển. Mặc dù cộng đồng khoa học vẫn hoài nghi về tuyên bố này vì không có bằng chứng chắc chắn nào liên kết hai hiện tượng này. Nói về những sinh vật ẩn sâu dưới đáy biển, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến cá đuối nước sâu. Đúng như tên gọi của mình, cá đuối nước sâu được tìm thấy ở những vùng rất sâu của đại dương, có khi lên đến 2.000 mét dưới đáy biển. Loài cá này còn được gọi là cá đuối sáu màng, vì chúng có 6 cặp khe màng ở mặt dưới, trong khi hầu hết các loài cá đuối và cá mập khác chỉ có 5. Không giống như nhiều loài cá đuối có thân rộng và dẹt, cá đuối nước sâu có thân hình tròn hoặc hình nêm. Điều này giúp chúng di chuyển tốt hơn trong nước, ở vùng biển sâu. Chúng sở hữu một chiếc đuôi dài như roi, có thể dài gấp vài lần cơ thể. Giống như các loài cá đuối gai độc khác, chúng cũng sở hữu một ngạnh độc gần gốc đuôi của mình. Cá đuối nước sâu là động vật ăn thịt, và thức ăn của nó chủ yếu là cá nhỏ và động vật không xương sống. Chúng sử dụng một bộ hàm rất khỏe để nghiền nát con mồi. Một điều đáng ngạc nhiên nữa có thể bạn chưa biết. Giống như những loài cá đuối khác, chúng cũng sinh con. Cá đuối nước sâu cũng đã xuất hiện từ rất lâu, với bằng chứng hóa thạch cho thấy chúng đã xuất hiện lần đầu tiên khoảng 420 triệu năm trước. Hãy cùng nhìn vào loài sinh vật hay ho này. Nó được đặt một cái tên rất phù hợp với hình dáng cơ thể, nhện biển. Trông có vẻ thật gớm ghiếc, nhưng bạn đừng sợ, chúng không phải là loài động vật thuộc họ nhện. Nhện biển thuộc một lớp riêng biệt được gọi là Pycnoconida, thuộc ngành Arthropoda. Nhện biển khổng lồ có thể sở hữu sải chân tới tận 70cm. Và mặc dù có những chiếc chân dài, nhưng thân hình của chúng khá nhỏ, thường không lớn hơn quá nhiều so với kích thước ngón tay cái của một người trưởng thành. Trên thực tế, nhện biển không có bụng, cơ thể chúng thu nhỏ và có hình trụ. Các cơ quan của nhện biển trải dài khắp cơ thể, thậm chí đến tận chân vì cơ thể của chúng quá nhỏ. Đây cũng là loài động vật đã có mặt trên trái đất từ rất lâu, với các hóa thạch có niên đại từ thời Silurian, cách đây khoảng 430 triệu năm. Điều này có nghĩa là chúng cũng đã sống sót sau một số sự kiện tuyệt chủng quy mô lớn. Khẩu phần ăn của nhện biển cũng khá đa dạng, có thể là cá, sứa, bọt biển, hải quỳ và các động vật không xương sống thân mềm khác. Chúng có một chiếc vòi dài giống như ở loài muỗi, thứ mà chúng dùng để hút chất dinh dưỡng ra khỏi con mồi. Động vật biển sâu rất đa dạng và phong phú, nhưng có một số loài hiếm đến mức chúng ta tưởng chừng chúng đã tuyệt chủng hoặc không tồn tại. Đây là loài mực vây lớn, một trong những loài động vật bí ẩn và khó có thể bắt gặp nhất. Cho đến gần đây, cũng chỉ có khoảng 10 trường hợp được xác nhận là đã quan sát thấy loài sinh vật độc đáo này. Vào năm 2020, các nhà khoa học đã báo cáo lần đầu tiên về mực vây lớn ở vùng biển Australia. Chúng sống ở các vùng biển có độ sâu từ 1.000 đến gần 5.000 mét. Trông có vẻ như mực vây lớn là một sinh vật khổng lồ, nhưng nó lại thuộc cùng nhóm kích thước với nhện biển. Phần thân chính của loài mực này không lớn lắm, thường chỉ dài từ 15 đến 20cm. Nhưng điều đáng kinh ngạc là các xúc tu của chúng có thể dài gấp 20 lần chiều dài cơ thể. Điều này khiến chúng có tổng chiều dài rất ấn tượng, có thể lên đến 8 mét. Mực vây lớn rất hiếm khi được quan sát và chúng ta hầu như không biết nhiều về chúng. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Và bạn ấn tượng với loài sinh vật biển sâu nào nhất? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!